Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Cơ Minamoto. AB125 và 160 2025 cũng đã chính thức có tại Minamoto. Thì hôm nay thì mình muốn so sánh thử nên chọn AB125 để sử dụng hay là AB160 để phù hợp hơn. Chúng ta đi phố thì mọi người hãy cùng mình xem hết video nha. Trước mắt mọi người là phiên bản AB125, phiên bản đặc biệt, và phiên bản AB160 cũng là phiên bản đặc biệt luôn. Chúng ta sẽ có cái tông màu xanh xám đen. Ở năm 2025 này thì AB125 chúng ta cũng đã có màu xanh xám đen luôn rồi, giống như là AB160 ở trong phiên bản, để cho mọi người có thể lựa chọn thêm nhiều màu sắc mới hơn ở phiên bản 125. Và bây giờ với mức giá thì chúng ta hãy so sánh là liệu chúng ta sẽ chọn AB125 hay AB160 nha. Với động cơ 125cc ESP LED 4 van đó là mét bằng dung dịch, thì AB125 chúng ta đang có mức giá là 46 triệu bao VAT. Các bạn lưu ý nha, mức giá này có thể thay đổi theo thị trường, nên các bạn muốn biết giá chính xác lúc mình mua bao nhiêu á, tại cái thời điểm mình mua á, thì có thể gọi số line 0786 4606 sẽ được hỗ trợ tư vấn và cập nhật giá trực tiếp cho mọi người luôn. Còn hiện tại thì đối với lại AB160 á, cũng là phiên bản đặc biệt màu xanh xám đen này luôn á, là với mức giá 62 triệu bao VAT, với chênh lệch đâu đó tầm khoảng 16 triệu thì mọi người chúng ta sẽ chọn AB160 hay là AB125. Hãy cùng mình so sánh chi tiết nha. Ok, đầu tiên là về tổng thể thiết kế, mọi người có thể thấy là thiết kế của AB chúng ta vẫn 125 hay là 160 vẫn y khu với nhau luôn, hầu như là không khác gì bên ngoài hết, trừ cái mặt nạ phía trước này. Ở phiên bản của AB160 thì chúng ta sẽ có kèm thêm cái mặt nạ chắn gió như thế này nữa, còn AB125 thì không có, chúng ta sẽ có cái mặt nạ đơn giản như thế này thôi. Ở phiên bản 2025 thì phiên bản đặc biệt chúng ta cũng đã được thay đổi cái ốp màu đen, mặt nạ ốp màu đen thành màu xanh xám đen luôn rồi. Đó, từ trước ra sau thì chúng ta vẫn giữ thiết kế ha. Kèm theo đó thì phần yên cũng giống nhau nữa, trên hai phiên bản 125 và 160 luôn. Yên chúng ta sẽ có hai loại, thứ nhất là ở đây nó sẽ làm kiểu vân da, sờ vô rất là mịn luôn, rất là đã, nhìn sang trọng ha. Còn phía sau này kiểu làm gì da độn nè. Cớp thì cũng giống nhau luôn, đây không gian cớp cũng giống nhau luôn đó, có cổng sạc trong đây, có cổng sạc và có thêm một cái đèn led để chúng ta có thể tìm đồ như là chìa khóa hay là vật dụng nhỏ khi mà chúng ta tìm vào ban đêm á. Không gian cớp rất là rộng rãi rồi, nên cái phần mà bình xăng á, chúng ta sẽ được về ra phía trước để cho mọi người đổ xăng tiện lợi hơn. Mọi người sẽ đổ xăng không cần bước xuống xe đâu, chúng ta chỉ cần nhấn một nút trên ổ khóa thôi là chúng ta sẽ được mở xăng. Và bị giới hạn, nếu mà mọi người chạy bê á, sẽ bị giới hạn cái phần mà sàn để chân phía trước. Sàn để chân phía trước thì do chúng ta sẽ có diện tích là để bình xăng á, nên cái phần mà để chân chúng ta cũng khá là hẹp. Đây, ở này là một sự đánh đổi thôi mọi người ơi. Ở phần phía trước thì chúng ta vẫn thiết kế khá quen thuộc, nó vẫn chưa có cốp trước, cốp phụ phía trước á, để đựng những vật dụng cá nhân nhỏ, giống như là các mẫu xe như là Vario nè, hay là Vision đó, hay là SH Mod, thì phía trước nó không có hộp nhỏ. Và hiện tại thì AB là một trong những cái xe ngoài tiện lợi đi phố thì cũng có rất là nhiều công nghệ trên xe, như là đèn led nè, đồng hồ LCD, có tắt máy 3 giây, rồi có cổng sạc, có khóa thông minh. Đó, những cái tiện ích mà hiện đại nhất của Honda hình như đã cũng được trang bị trên AB ở phiên bản 125 và 160 rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có 4 phiên bản ha, 4 phiên bản bao gồm là tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và thể thao. 4 phiên bản này thì hầu như là các trang bị cũng giống nhau hết, chỉ khác nhau về màu sắc thôi, nên mức giá thay đổi cũng tùy theo màu sắc của xe. Ngoài ra thì ở phiên bản 160 thì mọi người sẽ có cái điểm nhỏ để chúng ta nhận biết giữa 125 và 160 nữa, chính đó chính là đèn nề mi. Ở phiên bản 160 thì đèn nề mi chúng ta sẽ cũng là cái đèn led thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái lớp màu xanh như thế này đó. Còn ở trên phiên bản 125 thì chúng ta sẽ không có ha, chúng ta sẽ là dạng đèn mi trắng thông thường như thế này. Kèm theo đó thì ở phiên bản 125 và 160 sẽ có khác về trang bị thắng để chúng ta có thể nhận biết. 125 thì chúng ta sẽ là thắng thường thôi, GMBS hay chúng ta còn gọi là thắng CBS á. Đó, chúng ta chỉ có phanh đĩa thông thường như thế này, theo một bit đến từ Nissin ha.
Combi Red này nó sẽ khi mà chúng ta bóp thắng trái thì đồng loạt thắng trước và thắng sau luôn. Thắng sau vẫn là thắng đùm. Nó sẽ đồng loạt nó cùng hoạt động để chúng ta sẽ có hiệu thắng, hiệu suất thắng tốt hơn. Còn đó là phiên bản của AB160 thì chúng ta sẽ trang bị thắng cao cấp hơn, đó chính là thắng ABS. Kèm theo đó thì cái phần mà phanh đĩa nè, chúng ta sẽ cũng là phanh đĩa to hơn, do cũng đã được tích hợp với lại cái mắt của ABS trong đây rồi. Heo vẫn là một bit ha. Thắng ABS thì nôm na nó sẽ khi mà chúng ta bớt thắng gấp á thì nó sẽ tránh gây hiện tượng là bó cứng phanh. Nó sẽ nhấp nhả, nó sẽ gây ra hiện tượng, nó sẽ tránh làm hiện tượng là bó cứng phanh, gây tình trạng là sạc bánh, dẫn đến chúng ta sẽ dễ té ngã khi mà chúng ta thắng gấp. Ở phiên bản 160 á thì ở phía sau của AB này á vẫn là thắng đùm luôn, giống như là AB125 ha. Nó chỉ khác là thắng trước là ABS, còn thắng của 125 là thắng CBS thôi. Ngoài ra có một điểm mà nó sẽ hơi khá là thú vị luôn các bạn. Ở phiên bản của 125 nè, mức tiêu hao nhiên liệu của nó là động cơ 125 ESP lớp 4 van thì làm mát bằng dung dịch luôn ha. Thì nó là 2,14 lít trên 100 km. Còn đối với lại AB160, bất ngờ chưa, động cơ 160 cũng 4 van luôn, ESP lớp luôn. Mức tiêu hao nó 2,19 lít trên 100 km. Wow, chênh lệch động cơ như thế nhưng mà về mức tiêu hao liệu thì nó không có đáng kể bao nhiêu các bạn. Và các bạn cũng lưu ý mình, đây là con số người ta test khi mà xe không có chạy trên đường thực tế đó. Nên khi mà các bạn chúng ta đi, chúng ta mua xe về, chúng ta theo cái cách bảo trì bảo dưỡng chúng ta nữa, và tùy theo cái cung đường chúng ta đi, hay là dằn sóc, hay chúng ta thắng nhiều hay là kẹt xe nhiều, thì nó sẽ có thể tốn nhiên liệu hơn cái mức này nữa nha. Nó sẽ có thể tốn nhiên liệu hơn mức này nữa. Cái này là ước chừng thôi các bạn. Nhưng mà các bạn cũng có thể thấy, các bạn nói là bây giờ các bạn nói là động cơ 160 chạy hao xăng này nọ, chứ trước khi người ta cũng đã kiểm định thì nó cũng có hao đó, nhưng mà nó sẽ không có chênh lệch đáng kể về lại phiên bản 125 này bao nhiêu đó. Còn về dàn chân ở phía sau thì phục sau thì chúng ta vẫn có là phục đôi. Phục đôi giúp cho các bạn chúng ta đi cứng cáp hơn, chở người phía sau qua cua đầm chắc hơn. Còn một cái nữa, chúng ta nhìn vô chúng ta biết liền, ở phiên bản 125 thì chúng ta sẽ có cái tem, ở phiên bản đặc biệt thôi nha, thì chúng ta sẽ có cái tem 125 như thế này, được dập nổi màu vàng đó. Còn cái bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có cái tem chìm như thế này thôi, tem chìm thôi chứ không phải là tem nổi. Còn AB160 thì chúng ta sẽ có cái tem 160 này bên hông này. Đây là cái dấu hiệu có thể là nhận biết rõ ràng nhất. Và tóm lại, với sự chênh lệch với nhau tầm khoảng 16 cũ á, cho một cái sự nâng cấp động cơ lên 160 và có thắng ABS, thì mình cảm thấy đây là một sự chênh lệch không quá mắc cũng không quá rẻ, phù hợp cho những người nào mà chúng ta hay đi gia đình á, hay phải chở nhiều người phía sau á, thì đi với động cơ 160 này thì chúng ta sẽ bỏ thêm tí xíu nữa để xe nó đi có sức mạnh mẽ hơn, để đi bền hơn. Còn một người nào mà chúng ta vẫn thích thiết kế của AB nhỏ gọn và thiết kế sang trọng á, muốn tiết kiệm thì có thể chọn phiên bản 125 để chúng ta cũng đi vừa đủ rồi. Chúng ta đi một mình, đi làm thì với cái động cơ 125 này cũng đủ tiết kiệm. Anh em nào mà chúng ta muốn nâng cấp lên 160 thì anh em khỏi cái sợ mà nó sẽ chênh lệch tiêu hao nhiều so với lại phiên bản 125. Nó cũng chênh lệch đó, nhưng mà nó sẽ không có đáng kể đâu nha. Rồi ok, nhưng mà với mức giá này thì hiện tại nó sẽ có thể thay đổi theo thị trường, theo ngày luôn. Nên mọi người có nhu cầu thì hãy gọi số hotline 0786 460 16 sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí luôn. Và về cách trả trước như thế nào, và có hỗ trợ trả trước luôn nha, đó để mọi người nhận xe. Ngoài ra bên mình vẫn có ship xuyên tỉnh luôn, chỉ cần gọi số hotline 0786 460 16 sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí tất cả nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng clip này sẽ giúp cho mọi người giải đáp được cái vấn đề là lựa chọn AB 125 hay là AB 160 ở năm 2025. Xin chào và hẹn gặp lại.